mà thầy đã ra đời nhằm cái ngày hạ nguyên. Trong cái chu kỳ tam nguyên này nó có cái hạ nguyên là nó quá thối nát, cho nên thầy mới chỉnh lại là giống hiền xưa bây giờ mới tỉa, là tỉa năm 39. Giống hiền xưa bây giờ mới tỉa, dốc chờ ngày bông trổ thơm tho là cuối cái nhiệm kỳ của thầy ra đời 39 cho đến 2009 là cuối 90 năm. Thì trên dưới cộng chung Phật thầy và là Đức Quỳnh Giáo Chủ là 180 năm. Rồi, nhưng mà ai cho đúng cho sai gì thì, nhưng mà tôi tới thời kỳ tôi nói tôi phải nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Dạ, kính thưa toàn thể quý cô bác cùng chư quý đồng đạo xa gần kính mến. Thì hôm nay cũng được một cái nhân duyên gặp được chú Hai. Thì cũng mong rằng hôm nay chú Hai cũng có gieo duyên đến bà con cô bác càng xa, đó là Phật Pháp, để cho bà con biết được cảnh khổ hiện tại bây giờ để mà tu hành kiếp đến Long Hoa Hội. Thì cũng xin hỏi chú Hai là con có nghe trong cái bài Đốt Phó Sưng của thầy viết tới chú Hai. Thì chú Hai đã chia sẻ cho bà con cùng nghe không chú Hai? Tại giờ con thấy bây giờ chưa Tết nữa nhưng mà bà con ở thành phố thì làm cho mình dương đồ đó chú Hai, về chở về quê nè, thấy khổ quá. Chú Hai chia sẻ với bà con mình cũng biết chú Hai. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ muốn hỏi trong cái đốt pháo sừng trong ngày đó, muốn hỏi câu nào thì cũng phải nêu lên. Dạ. Nhưng mà hỏi lý do gì là chưa tới Tết mà ở Bình Dương đã về nghỉ. Dạ. Thì cũng xin thưa mình cũng đoán biết thì chắc là ai cũng phải biết hết, là bị cái thời là mạt pháp mà thầy đã báo trước là năm 1939, tức là nó cận lắm rồi, mà đến nay là 83 năm rồi, thì như vậy nó quá sát rồi. Cũng như bữa nay là một năm 12 tháng mà bữa nay là nhằm 20 Tết rồi, thì nó cận đại rồi, ai cũng sửa sẵn Tết. Thì cho nên diễn biến trên thế giới này hoặc giả là trong nước mình nó có nhiều cái nó kỳ bí lắm đó. Chứ không có gì lạ. Thì cũng như là gần Tết thì ai cũng mắc lo việc đạo đức, mà cái thiên cơ thì gần tới thì việc thiên cơ cũng phải biến chuyển đổi thay cái này cái nọ cái kia. Ăn mình dựa vào lời của thầy, mình thấy thầy nói bây giờ nó đã có rồi thì mình ráng tu, chứ đừng có bỏ qua, đừng có chạy theo danh lợi nữa. Vừa lo làm ăn mà giờ lo tu là không có chạy theo danh lợi. Còn muốn hỏi qua cái chỗ là tại sao có cái câu mà lẹt đẹt lèo đây lẹt bùm là gì, thầy mô tả trực tiếp trong cái ngày Tết Nguyên Đán của tục cổ ông bà để lại từ xưa đến nay. Bởi vì thầy mới nói rượu bừa trà rượu quẩn gì chinh chỉ bài bạc lo, rượu trà lo ăn trà trà rượu sinh son mà chẳng biết ai bài là thầy không biết, thầy dư biết. Đó là cái tục lệ của ông bà, thành ra nó phải vậy. Còn thầy nó lẹt đẹt lên đẹt đẹt bùng cũng là cái vui của ngày Tết Nguyên Đán của tổ phụ ông bà để lại, thành ra thầy không bác cái đó được, mà thầy cũng phải dựa vào đó. Cái vui này đó là cái vui dưỡng, chứ thật sự mình đã thầy ra đời là thấy mình khổ rồi đó. Không nói ra thì dân không biết cái khổ nằm đâu, mà nói ra thì cái khổ nó nằm sát bên lưng của chúng sanh, mà giờ còn lo đờn ca sướng ngát hay là lo vui sướng không chịu tu, ý vậy thôi. Thì cái văn chương là tức là mình nhận ra cái ý chê chí thầy chỉ cái gì và khuyên mình cái gì vậy thôi, chứ ai giỏi gì tôi cũng đâu có biết gì, rành hồi đó nghe cũng đâu biết. Dạ, lúc trước thì 2 năm dịch bệnh, rồi có một cái năm mà bà con không đi đâu được hết trơn á chú Hai. Bây giờ gần Tết thì bây giờ bà con như Bình Dương không có thất nghiệp thì trở về quê, cảnh khổ cũng quá khổ rồi. Có khi nào cái cuối năm dần này nó xảy ra nhiều cảnh khổ không chú Hai? Rồi qua thì cái gì nữa, nó cũng đi lần lần tới, phải đi cái ồ mà tới chỗ. Rồi cái một mà tới rồi làm sao mình sửa sang và mình tu cho kịp. Cho nên thầy ra đời năm 39 để mình lo trước, tu trước. Thành ra tới một bên thì mình đã có vốn rồi. Còn bây giờ mình chưa biết thì thôi, giờ mình cũng nhảy vô mình lo tu đi. Thì nếu mà nhận được mới đây thì giải quyết sao mới đây, chứ biết sao giờ. Cũng như tại sao thầy ra đời năm 39 là như thế nào mà thầy ra đời năm 39? Là vì mãn cái nhiệm kỳ của Bổn Sơn Kỳ Hương. Thì năm 39 tức mà đo lường từ Bổn Sơn Kỳ Hương
là 849 cho đến 1939 là 90 năm. Nó là nằm ở trong 9 cái kỷ, là kỷ trước của Phật Thầy Thế Gian là kỷ Dậu, còn kỷ của Phật Thầy mà của Đức Thầy mình là kỷ Mão, nhưng mà cũng là Phật Thầy Thế Gian. Bởi vì trong bài lý lịch của Đức Thầy nói đó là có một thôi, chỉ có một thôi. Đi vòng mé biển Cù Lao lộn đi lộn lại cũng tao với mày chứ không ai lạ. Thì cũng như tôi lên đây là mấy ông thấy tôi vì tinh thần Phật Pháp, chứ tôi đâu phải vì cái gì riêng tư tôi. Vì cái chỗ Phật Pháp là Phật Pháp phải đại đồng. Còn riêng cá nhân tôi là tôi sụi què mà tôi còn ráng là gì đâu. Vì tôi đặt nặng cái này, trên đời của tôi là có cái này nặng, cho nên tôi mới đeo đuổi cho tôi. Cái này tôi nằm nhà được tôi cũng chờ chết thì được sao không? Thiếu gì người như tôi mà nằm nhà chờ chết mà không hiểu được như tôi nữa. Mà có người hiểu như tôi giờ họ cũng nằm nhà vậy. Họ đi nói chi cái này ha. Thành ra thầy nói lâu mà đâu có họ đi nói cái này nữa chi. Còn tôi á, thì tôi có nói hồi mới bệnh dịch mà xảy ra đó, thì tôi có nói trước hết rồi nữa. Tôi nói mà tôi nói cái ngày mà Đức Phật Thầy Tây An ra đời là năm nào và đến cái ngày kết thúc là năm nào, tôi có nói rồi. Thành ra nó lộ thiên cơ quá rồi. Cho nên bây giờ bữa nay tôi chỉ nói trong cái lời hướng dẫn của Đức Thầy trong văn tự đó vậy thôi. Cũng như việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn, không chỗ nào thầy không tỏ. Thành ra bây giờ tôi cũng dựa vào cái lời của thầy tôi nói, chứ tôi đâu có nói cái của tôi có gì tôi biết gì tôi nói. Thành ra tôi nói trong phạm vi của mình, đệ tử của thầy phải nói trong phạm vi của thầy khuyên. Mà không đúng thì sai, mà không sai thì phải đúng. Cho nên tôi không ngần ngại, mà tôi chỉ nghĩ rằng tôi biết. Tôi muốn sợ anh em chưa thấu triệt hoặc là có ít có nhiều thì tôi nói lên để mà nung đúc cái tinh thần. Cũng như tôi đó có nói, tôi nói thầy nói cái câu mà no chiều rồi lợi đái mai, dương trần sắp dướng bệnh trời lại lên, nói 139 lần. Mà đến đây là 80 mấy năm rồi mà bây giờ nó mới có bệnh dịch, thì sẵn cơ hội này mình nói để thúc đẩy anh em có tu họ hơi lơ là hạ thì phải tu chính xác. Còn có tu không đúng chuẩn thì phải chỉnh lại cho đúng chuẩn, để không thôi mang cái bệnh dịch này, hay hoặc giả là nhân đạo mình đã hiểu làm cái gì cũng phải biết cái hậu quả của nó. Trồng bông kiển giống chi hướng nấy, rằng mình phải tu chỉnh lại lấy mình, là tôi có nói trong đó rồi. Cho nên có nói những cái bài các chư Phật không khi nào rảnh tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh, nói cái cũ sự mới đó nha. Các chư thần mới từng giảng lâm canh về thượng giới tu qua thượng đế, số tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá tai. Hội công đồng xem xét hẳn hoài say, mới chư tướng xuống chăng đồng thể cho, nên mới có cái bệnh dịch. Bệnh dịch thì để đánh thức chúng sanh cả trên thế giới này. Là ai là người tín đồ Phật giáo hảo thì dựa vào đó, căn bản đó để mà lo tu chỉnh lại cho nó chín chắn. Thì tôi dựa vào đó tôi nói, chứ không có gì dựa ngoài kinh sách của ai hết. Dạ, dạ, chú hai, chú cho con hỏi cái vấn đề này chú hai. Thì những cái cảnh khổ mà ở nước ngoài, ở Việt Nam mình đó, cái đó là do có sự sắp đặt không chú hai? Thì sắp đặt thì cho biết lâm anh chính rồi. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiều nay tận diệt lập đời trở lại. Thì cả thế giới này lập đời có trong cái thời gian đó thôi. Thì như vậy là thầy cho biết trước rồi, mà tại ông không tin hoặc ông không có coi, ông không theo thì thôi ông ráng không chịu. Rồi bây giờ ông thấy cùng ngày ông giật mình thì ông ráng tu đi, cũng còn kịp. Dạ, thì chứ có phải dạ, có phải bắt đầu từ năm Canh Tý á? Dạ, riêng mình Việt Nam, mặc dù Việt Nam là trung ương thiệt, nhưng mà dạy chung cả thế giới. Dạ. Mới là tình thương đại đồng của Đức Phật, Đức Thầy. Dạ. Vậy là bắt đầu từ năm Canh Tý đó, là bắt đầu là những 12. Đại tế là dạ, theo ông Trạng cho biết, ở trung phái Bưu Sơn nhiều hơn. Ông Trạng ông nói là canh niên tàn phá, tức hợi phục sinh, mà nhị ngủ như bình. Dạ. Thì canh niên từ bắt đầu có cái canh Tý vừa rồi đó, là cái bệnh dịch nó nổi lên đó. Là tàn phá những người không tu, để điều chỉnh lại ông ráng tu cho chín chắn hoặc là cho mạnh dạng lên. Là bắt đầu Canh Tý là có bệnh dịch khởi đó, là đánh thức tất cả chúng sanh. Tôi cũng có nói đánh thức tất cả chúng sanh trên thế giới, chứ không phải là riêng Việt Nam. Vì Việt Nam đất nước và Việt Nam là trung ương rồi, thì thầy ra là để kêu gọi thầy và Phật nói chung hết trơn cả thế giới, chứ không phải nói riêng Việt Nam không.
thì bệnh dịch này cả thế giới đều có, mà thế giới lại nặng hơn ở Việt Nam mình. Bị nhờ Việt Nam mình cũng được hiểu, hiểu trước hiểu sau, đây mà có cái hiểu thì ra nó đỡ chút thì thôi. Cho nên mới đi sau người ta. Rồi bây giờ là mình dựa vào cái đó để đánh thức người ta. Như cũng như mình hù mình nhát, nhưng mà mình lấy của thầy mình nói căn bản thì không ai dám chống lại, không ai dám cãi, mà làm không làm được quyền của họ. Đó là theo sự nhận xét của tôi vậy, mà vì cái lòng từ bi hơi rộng rãi tôi mới nói lên những cái tôi đã có hiểu và có biết. Chứ tôi không có gì danh gì lợi gì tình gì hết. Nhưng mà vì từ bi mới nói lên cái hiểu biết cạn cợt của mình. Có nhiều một số bà con cô bác cũng trên cộng đồng mạng thì có nói về vấn đề mà tại sao mà không người ta nói là việc xảy ra rồi mình mới nói, mà khi mình nói thiên cơ cái người ta cũng không có hài lòng. Thì chú Hai chia sẻ về cái việc như là thiên cơ đó, như thế nào thiên cơ, như thế nào gọi là thiên cơ đó chú Hai. Mà con cũng nghe đó chú Hai. Việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn là thầy ra đời năm 39 thầy có nói rồi. Cho thằng ngã tường nơi lao lý là sao, chỗ là cách nên không cho biết trước. Cho biết trước năm 39 lần. Giờ mình cũng lặp lại thôi ha. Đó. Nói gần đây là cho biết trước năm 39, mà nay là 80 mấy năm rồi mới có bệnh dịch. Còn thế giới chiến tranh là nó là cũng cho biết trước. Rồi bây giờ có phải thế giới chiến tranh nổ bùng không? Thì bắt đầu nó nổ ở đây mà mình cũng còn tu kịp, mình ở trung ương còn tu được. Mà thế giới cũng tu được đó, nhưng mà ít thì hưởng ít. Nhiều. Còn nhiều thì hưởng nhiều. Chứ đâu có gì không có, đó là người đó chưa nhận được. Họ nói theo cái cục bộ của họ hiểu gần đây, rồi họ đi cách thiền. Cái đạn đầu ở đâu? Đạn đầu có hết trơn. Bởi vì thầy dạy chúng sanh là dạy á. Trong cái bài nguyện của chúng ta là thầy đã nói thiên cơ trước rồi. Mà chú có nhận không? Chứ tôi thấy ở đây đồng đạo tôi đây cũng chưa ai nhận, bởi tôi nói thiên cơ và không ai chịu đâu. Mà sao mấy năm trước tôi không nói, mà bây giờ tôi mới dám nói, tôi biết nói nó đụng chạm nữa. Đụng chạm với những người không tu và đụng chạm với chính quyền. Mà sao tôi dám nói? Tôi dám nói là mấy ông tức, mấy ông nghiên cứu, mấy ông coi kỹ lại. Chứ không phải tôi dám nói là gì, nhưng đó là chẳng qua cái thời kỳ nó đưa đẩy cho tôi phải dám nói. Mà tôi biết tôi mới dám nói. Tôi đã khẳng định trên dưới cái hai khóa của một là Phật Thầy Đại An là Bửu Sơn Nghị Hương, hai là Phật Giáo Hoàn Hảo của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Hai khóa là 180 năm là giảng hát tiều. Tôi dám nói rồi. Rồi sau tôi chỉ cái đường lối của văn chương của thầy nói trong nằm trong phạm vi đó thôi, chứ tôi không có nói gì khác nữa. Vì cái chỗ thầy có nói trước này nè, lưng trời lửa trái hả? Không phải dòm lưng trời lửa trái như cái đó không nói. Thầy có cho biết là tỏ câu huyền bí là một, vì cái bài nghĩa là mà tỏ câu huyền bí là tôi đang nghiên cứu câu đó nhiều nhất. Và cái bài gọi là lộ chút cơ quyền, lộ chút cơ quyền, còn cái câu kia thì tỏ câu huyền bí, thì hai cái đó tôi đang nắm để nói lên. Nhưng mà nói lên là tại anh em hồi đó giờ không có suy gẫm sâu, chứ anh em cầu nguyện từ hồi anh em biết tu cho tới bây giờ là anh em cầu nguyện cái bài đó đứng đầu, là cái bài kêu mà huyền bí, cái bài kêu mà thiên cơ đó. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, phải ở đó đầu không? Rồi nhưng cái bài là bài ngũ nguyện đó, rồi kế lại gì? Rồi Nam mô Nhất Nguyện Cầu Trai, Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng nè, là ai? Là phải vua trời không? Rồi Địa Hoàng ha, phải vua với Diêm Vương không? Rồi Nhân Hoàng phải vua mình đây không? Nhớ Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng mới liên qua là phải có cái Long Hoa Hội. Liên Hoa Hải Hội là ở cảnh Liên Hoa cũng phải về đây này để mà giữ cái đại hội Long Hoa tới. Liên Hoa Hải Hội mới thượng Phật Từ Bi. Thì ai là giáo chủ ở cái kỳ đại hội tới đây? Thì chỉ có Đức A Di Đà là giáo chủ cõi Cực Lạc. Đó, thượng Phật Từ Bi mới minh dương trị chúng. Nhưng mà nói minh dương này nó trật với cái thời Pháp. Phải nói Phật Dương cũng được, mà Minh Dương cũng được. Mới thế giới bình yên thì như vậy là thầy muốn cho chúng sanh phải sống đến đời thế giới bình yên, tức là đời Thượng Nguyên Thánh Đức.
mà thầy đã ra đời nhằm cái ngày hạ quân. Trong cái chu kỳ tam quân này nó có cái hạ quân là nó quá thối nát, cho nên thầy mới chỉnh lại là giống hiền xưa bây giờ mới tỉa, là tỉa năm 39. Giống hiền xưa bây giờ mới tỉa, dốc chờ ngày bông trổ thơm tho là cuối cái nhiệm kỳ của thầy ra đời 39 cho đến 2009 là cuối 90 năm. Thì trên dưới cộng chung Phật thầy và là Đức Quỳnh Giáo Chủ là 180 năm. Rồi cái khóa học này là nó có 180 năm. Mà 180 năm đời của ông nội tôi chưa biết nữa. Có mà chắc không chịu biết. Mà hướng gì đời tôi mới biết đây rồi. Tôi năm nay là 86 rồi, thì như tôi sanh trước thầy ra đời có dài 3 năm. Thì như vậy là tôi chắc cũng có duyên mới trực tiếp được, mới đủ tí quá tới bây giờ. Thì bây giờ tôi đủ rồi, tôi nói lên cho bà con em cháu được hậu sanh này nó có linh hồn lên đây để tiếp tục nó làm thì tốt lắm. Dạ. Chứ không có gì hết. Dạ. Chú Hai, chú cho con hỏi hiện tại bây giờ đi chú Hai. Hỏi hiện tại hỏi gì đó, hỏi tôi biết đâu nó. Hiện mình nói giờ cho con hỏi hiện tại bây giờ đi, cho cô bác cũng thấy rõ luôn. Tại bây giờ cũng thấy hết trơn rồi, không có gì mà thấy nhiều rồi. Tại vì do là thầy cũng có nói là mắt nhìn ngoài mắt thảm thê, Nam ban canh khẩu cũng kề bên tay. Thì bây giờ nước ngoài đang chiến tranh, thì có khi nào sau này là Việt Nam mình được không chú Hai? Việt Nam luôn. Dạ. Bây giờ Việt Nam mình cho biết trước là tầng ban hậu hận tiên diêu động. Dạ. Rồi Nam Quốc lương dân kiến lên xa là thấy cái chết. Xe chở lận chứ không phải thường. Được phồn qua đô hội là ở chứ phồn qua tại sao chết nhiều. Là ở phồn qua tại tu. Đua bay ở thị thiền đua chen sướng khởi những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai. Nào hút thuốc phiện hội ve chai là sao tu. Thầy ra phồn qua đô hội lưu văn quyết là chết nhiều. Rồi dư đảng dọc ngang cấp ma không có thế nào làm kịp. Trở cờ không kịp. Chứ có gì đâu. Nó cái gì cứ không biết thì hỏi tôi thì tôi biết tôi nói. Mà tôi nói trong phạm vi của thầy nói chứ tôi không có nói ngoài. Nhưng mà ai cho đúng cho sai gì thì. Nhưng mà tôi tới thời kỳ tôi nói thì tôi phải nói. Dạ cảm ơn. Dạ thì con cũng xin cảm ơn chú Hai. Nãy giờ cũng như vừa qua để chia sẻ những cái sự hiểu biết của mình cho bà con trong ngoài nước cũng như xa gần đều nghe. Thì con cũng xin hỏi chú Hai là cái dịch bệnh này rồi cái thiên tai. Dạ, cái dịch bệnh, cái thiên tai, cái chiến tranh này. Rồi những cái thảm họa mà ở cái hạ nguyên này đang chịu. Thì đó có phải là cái nhân quả mà nhiều đời, nhiều tiền kiếp trước chúng ta đã gây ra để đến cái buổi hạ nguyên này chúng ta chịu không chú Hai? Dạ, cũng chú Hai chia sẻ. Dạ. Cái đó tiền kiếp mà mình có gây, cho nên Đức Phật có lục thông. Cho nên Đức Phật biết cái thời hạ nguyên hạ này á, tội của chúng sanh nó dày đầy. Không có thế nào mà ai mà nói nghe được, chỉ có Đức Phật, Đức Thầy hay là trời đất mà ta còn không nghe. Cho nên ở trên mới được lệnh của Đức A-di-đà, rồi của Đức Thích Ca Mâu Ni, rồi Quan Âm, rồi kia, rồi của lệnh trời, rồi có nhiều năm sắc lệnh để phái cho Thầy xuống đây. Để mà chỉ dạy là trong thời gian 90 năm. Nhưng mà bây giờ đã gần sắp hết 90 năm thì nó cận đại rồi, cho nên cái này là nó có trước và có dạy trước lâu rồi. Nhưng mà tại mình thờ ơ, mình không nghĩ tới. Cho nên bây giờ tới cuối cùng nó mới diễn biến ở trên thế giới này ít nhiều. Cho nên mới giật mình. Giật mình thì cũng tu còn kịp. Nhưng mà tới chừng mà tu không kịp là chừng nào tiếng sấm nổ vang ha, là tu không kịp. Còn bây giờ chưa. Chưa sấm chưa nổ còn tu được. Chứ đâu có gì. Vậy tôi giờ cũng ráng tu nè, bây giờ tôi nói thiên cơ, bây giờ danh lợi tôi cũng đâu có nghĩ tới nữa. Nhà tôi vợ với con tôi nó quậy nó phá tanh mạnh là tôi cũng chịu rồi, không cần buồn nữa. Nó không nói gì đâu, nói nó không nghe nữa là nói gì nữa, nói nên cái này nó còn làm thêm. Thành ra vì lý do đó, thôi không có nói nữa. Dạ, thì con cũng cảm ơn chú Hai, dạ. Thì con cũng xin... Mình nói vậy có bằng chứng. Dạ, con cũng xin chia sẻ với chú Hai như thế này. Thì trước đây thì chúng con cũng có lên những cái tiêu đề, cũng có hỏi chú bác về những cái tháng mà cuối năm dần. Thì các chú các bác cũng có nói về 3 tháng cuối năm dần đó, cũng có nhiều cái khổ mà xảy ra. Thì hiện tại cũng có luôn đó chú Hai. Thì cũng có cái nạn lũ lụt, rồi cái nạn nước, rồi mới đây là cái nạn sạt lở nữa. Đó là cái khổ. Khổ đó. Dạ, đó là cái khổ.
Thì chú hai thấy bây giờ là cuối năm dần này nè, thì gặp những nan khổ như vậy là cái bước mình như là đã bước vào cái thời kỳ mà dạ. nếu mình nhận được á thì á, cái bệnh dịch nó vừa tới thì mình tu trước đó, bệnh dịch là mình có nghiên cứu của thầy thì mình tu trước đó 1-2 năm, còn như mình không có biết tới đây mình mới có bệnh dịch trình ra mới đánh thức được mình thì bắt đầu mình tu cũng còn kịp. Bởi vì mình đâu có làm việc gì tài trời, bây giờ mình chỉ lo tu, mình chỉnh sửa lại một chút nữa chứ không có gì gọi là trễ. Mà chừng nào á là trễ là sấm nổ vang thì trễ rồi, chừng nào tiếng sấm nổ vang thất sơn lộ vẻ đền vàng báo tai là mới trễ. Giờ sấm chưa nổ nhưng mới nói cái khổ cực kỳ của chúng sanh rồi mình thấy rồi, mình dựa đó mình tu được rồi là mình thấy cái đời nó tới rồi đó, nó cận rồi chứ không có gì hả. Cũng như tôi giờ tôi mới được biết, chứ hồi đó giờ tôi cũng chưa biết nữa. Dạ. Thấy bây giờ thấy nhiều khi mình lên mình nói bà con không có tin, không có ai tin, không có tin. Ai mà để ý chứ không ai mà tin không ơi. Chứ bây giờ tôi và vợ con tôi cũng không tin nữa. Dạ. Mà tôi nói gì vậy? Chứ bây giờ sạt lở nhóc hết trơn, sạt lở bà con nó khổ quá khổ, rồi mất nhà mất cửa hết trơn luôn. Rồi bây giờ lũ lụt ở miền Trung cũng nhóc người ta khổ hết trơn vậy đó. Mình nói không ai tin hết trơn. Nạn giặc giả chạy vườn chống cống cẳng, rồi nạn sụp đất, rồi nạn chìm ghe là mà cũng có là nạn chìm ghe là nạn gì biết không? Nạn chìm ghe là nạn sụp đất đó. Dạ. Mà cũng thấy vừa qua là cái quyết. Dạ. Dạ. Trước đó là anh em con có lên một cái chương trình như là nói về 3 tháng cuối năm là có những cái hiện tượng lạ, rồi có những cái nạn tai. Vậy mà vừa qua là có một cái hiện tượng lạ là ở núi Bà Đen đó chú hai. Có nghe dạ. rồi ở Tà Lơn cũng có nè. Thì nó thay đổi vậy á. Hay là những cái diễn biến nó thay đổi hả chú hai? À, diễn biến thay đổi. Nhưng mà cái dặn mày ở núi Bà Đen là chú hai thấy như thế nào chú hai? Cái đó không có lựng. Có nghe nói có vậy thôi. Dạ. Cái đó mình biết là nó là cũng cái điền báo trước cho mình. Nó dạ, mỏng manh lắm rồi, nó sẽ tới hết. Dạ. Chứ không có gì lạ, này Bà Đen lớp thì đây nè. Trời giống gió sái mùa sái tiết cũng là báo hiệu rồi. Đó. Thành ra bây giờ cái gì nó ở trên quả địa cầu này mà có lắm. Nhưng mà ở thế giới trước. Còn mình đây thì cũng như em Múc đi sao. Yeah. Bởi vì nước làm việc nhằm cõi trung ương sao chứ có bậc tiên tại thế thì nó đỡ hơn chút. Chứ không phải mà cứu vớt ở trong Việt Nam này hết được, không được. Người nào có tu thì được. Còn thế giới người ta có tu cũng được, không tu cũng không được. Thì giống như hôm nay thì em cháu cũng cùng với chú hai chia sẻ cho bà con cùng nghe về như là những cái nạn tai như vậy đó, rồi những cảnh khổ như vậy là như là lời của Phật Thánh đã có nói. Có nói trước hết rồi. Dạ, thì hôm nay mình chia sẻ lại cho bà con nghe để tu hành đó chú hai. Rồi người ta không tu là mình cũng rồi bổn phận. Dạ. Rồi bổn phận chia sẻ với người ta mà ta không tin là vì người ta không có duyên với Phật trời, không có duyên với đạo thôi. Chứ giờ mình nói gì giờ, chứ mình giận, mình buồn người ta là mình cũng không phải nữa. Tôi thương, tôi giúp, tôi nói mà bà con không tin thì như vậy là không tin thật, không tin trời chứ đâu phải không tin tôi. Tôi biết gì tôi nói, nhưng mà tôi nói trong lời của Phật trời để nói lại. Mà không tin thôi. Dạ. Vì trồng bông kiển giống chi thưởng nấy mà bây giờ đã cô bác không trồng cái bông đó là sao nữa có cái bông hưởng. Dạ. Nó cũng như bây giờ đó người ta nói thình tị, như ai cũng nói thình tị nè. Còn là mẹo, thình mẹo, dần mẹo thì họ không có nói nhiều. Nhưng mà họ không có người nói năm dần có, tôi cũng đỉnh chánh rồi. Tôi nay tôi góp ý với đồng đạo bốn phương. Năm dần này chưa đến đổi. Ha, mẹo dần này cũng chưa đến đổi mà chỉ cuối năm thìn mới đến đổi. Chứ không có gì lạ. Cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển xứ Hà Tiên, linh hiển cơ quan. Nhân sanh sẽ hiệp một đàn. Ai có tu hiền thì hiệp một đàn. Còn không tu hiền thì đi đường khác. Yeah. Nhân sanh vô đàn, hết thình rồi lập nhân hoàng hội ra. Đó, là nó rõ ràng rồi. Cũng như nói đâu chứ hơi cũng lái ở chỗ thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Dạ. Vậy là trong con thấy con trong 8 điều căn cấm của thầy đó, thầy dạy mình tu hiền, rồi dạy mình cái phước cái lành. Đó, dạ. Có dạy không có thiếu gì hết trơn á. Đầy đủ. Dạ, miễn mình làm theo 8 điều căn cấm của thầy dạy là được hết. Làm theo điều căn cấm. Nó làm y cho 8 điều răn cấm. Thì bởi thầy nói gọn là thầy nói ta giàu có cách thông ngương dạng dân cứu chữ hiền lương mà làm. Mà 8 điều răn cấm có hung không? Đâu có hung. Bây giờ nè,
cái điều thứ nhất là mình giữ trong gia đình mình được êm thấm này nè. Ta nên cờ bạc ấp tiện chơi bời theo hàng điếm, hãy giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Là như vậy là thấy cái điều thứ nhất mình làm được, cái nó muốn gồm, nó muốn được hết rồi. Điều thứ nhất á. Điều thứ nhì ta đừng nên lười biếng. Điều thứ ba ta chẳng nên ăn xài chưng chọn cho thái quá mà lợi dụng tiền tài này nguyên nhân nghĩa đạo lý, dễ kỹ, xung phụng kẻ dài hai người khó. Trong ba cái điều đầu này ông làm được á, thì mấy cái điều sau đó ông cũng làm được luôn. Nhắc điều mấy cái điều đầu này làm không được thì điều mấy điều sau cũng khó làm. Bởi vì ông nói điều thứ bảy, điều thứ tám khó. Mấy cái điều đầu nào không làm là sao làm được cái điều thứ bảy, điều thứ tám. Điều thứ tám là cầm cân công lý, ủa thứ bảy. Còn cái điều thứ tám là phải tình thương đại đồng. Làm được chưa? Mấy cái này không làm thì chỗ đó làm sao làm nổi. Không hiểu. Nội điều thứ nhất ông làm đi. Là ông chiếm được nhiêu rồi. Điều thứ nhất ta chẳng nên uống rượu cờ bạc ấp biển. Phải lo cho gia đình, cho đất nước không? Đất nước có chịu đó không? Và phải giữ cho tròn lưng lý là gì? Lưng lý là đạo vợ chồng, đạo anh em, đạo bè bạn, nó đâu nó có đàng hoàng. Còn ông loạn lưng can kỹ mà hổ mang tiếng đời. Mình loạn lưng thì mình không có kể quân thần phụ tử, không có kể dòng kể họ, không có kể gì hết. Dạ. Yeah. Là vậy là điều thứ nhất cắt rất hết rồi, rồi làm gì được nên thân. Rồi điều thứ bảy, thứ tám là sao làm được. Dạ. Yeah. Cho nên điều thứ nhất là căn bản đầu tiên. Còn cái thiên cơ là chỉ có cái điều thứ nhất. Điều thứ nhất là cầu cho Minh Dương, cầu cho Phật, cho vua về đây là điều thứ nhất. Rồi điều thứ nhì mới cầu nhị nguyện, cầu cho cửu quyền thất tổ tịnh độ vô sanh, là phải là điều thứ gì không? Điều thứ ba mới cầu cho cha mẹ hiện tại và cha mẹ quá khứ. Rồi điều thứ tư là phải cầu cho bá tánh vạn dân. Rồi điều thứ năm là của mình lo cho mình đắc quả luôn. Điều thứ năm. Dạ chú hai ơi, thì con xin ngắt lời chú, thì chú cho con hỏi vấn đề này chú hai. Thì những cái người mà người ta sống ở cái vùng mà sống ở vùng nạn tai nhiều, sống ở cái vùng cảnh khổ nhiều, sống những cái vùng chiến tranh nhiều, thì đó có phải là nhân quả của người ta, cái duyên của người ta chịu khổ? Nhân quả. Do nhân quả dạ. Sống chỗ thảm khổ nhiều. Dạ. Cũng như thầy báo trước nè. Dạ. Cái nước Trung Quốc là nửa nạn tai nhiều đó. Dạ. Mà bây giờ thật sự rồi đó, tôi biết Trung Quốc này nó ác lắm. Mà thầy có nói trong đời để chân nó bắt, thầy nói hát tuồng Trung Quốc quá dai. Ta bèn bỏ bản đi, cái bản Trung Quốc cái bản ác nhân. Không có kể gì hết trơn. Ta bèn bỏ bản hát bài tà tinh, cái bài đó bài tà tinh. Dạ. Mà cả kêu lớn nhỏ đệ huynh từ đây nhẫn nại chống kình làm chi. Bút nghiêng mới lôi lợi làm thi. Thì như vậy thầy giáng thế ở Trung ương này là ngoài Bắc cũng còn nằm vùng Trung ương. Yeah. Nhưng mà thầy cũng lo sợ Nam Trung Quốc một tay giáo đời, thành ra sợ mình bắt trước Trung Quốc. Mà bây giờ mình phải nịnh nó, chứ giống nó thì ráng chịu. Yeah. Chứ thằng Trung Quốc là tai nạn nhất. Mà trong kinh cũng nói, nó chỗ nào mà ác đức nhiều là thiên tai địa chấn nhiều, nhân tai thiên tai cũng nhiều. Còn chỗ nào có tu huyền thì nhân tai cũng nhẹ, mà thiên tai cũng nhẹ. Thì đó là đó đây nè, năm 99 đây nè, 95 chứ. Ở đây nó vét ngoài biển không, nó đâu có vét vô mình. Yeah. Rõ ràng tôi tin sao không? Thì như vậy ông ngay gì trồng bông kiển giống gì hôm nay ông trồng cái nhiều nữa ông lãnh nhiều. Nhưng mà thứ nhất là cái nạn tàu của nước Trung Quốc, nước tàu ác lắm. Mà thầy đã ra lệnh ta đừng có hát cái bài của Trung Quốc nữa. Dạ. Thì con cũng cảm ơn chú hai. Thì hôm nay thì như là con cũng có hỏi và chú hai cũng có chán đáp. Thì để biết được là những cái nạn tai đó là do thầy báo trước hay là thầy báo trước hết. Và cũng xong xong theo đó là những cái câu giảng của thầy là ứng với những gì xảy ra rồi. Đó, có thì, hả trời, không dạ, có gì không có. Dạ, hôm nay chú hai là chỉ là mình chia sẻ lại cho con thấy rồi, rõ. Rồi, chia sẻ lại tình thôi. Cho nó rõ ràng ra để cho bà con mình nghe tu hành. Ừ. Thì bây giờ cũng giống như là cơ trời đã thấy lộ luôn hả chú? Rồi. Dạ. Cơ trời lộ rồi. Lộ như vậy là nó lộ rồi đó. Như về nè, vợ núi Bà Đen này ai cũng tin tưởng lộ rồi đó thì ráng tu đi. Đã biết lộ thì ráng thu đi. Mà sao cũng còn lo danh lợi tình hoài là tiêu mạng. Cái đó miệng nói đạo chứ còn lòng không có đạo là vậy đó. Dạ. Thì chú hai ơi, thì vừa qua thì chú hai cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Cũng giống như là trong đó cũng có gồm những cái sự lý tu hành, rồi những cái câu mà thiên cơ mà thầy cơ, đã giảng ra. Thiên cơ nói dạ. Lên thì cũng thì, dựa vào trước khi của thầy kết đề, dạ, trước khi kết đề thì con xin hỏi một câu cuối. Là có phải từ năm Canh Tý là đã khởi đầu mạng ba của cái cuộc giống như là đã hạ mạng đó chú hai? Rồi, dạ. Sắp hạ.
Dạ. Là bởi vì cái câu ông Trạng nói, tôi nói vừa rồi đó, canh niên tàn phá, mà nó tàn phá cho đến năm là canh nữa, là canh gì biết không, là canh tức. Canh tức rồi mới tân hợi là 2 năm đó. Tức hợi phục sinh. Tức hợi phục sinh nhị ngũ như bình. Yeah. Là tới đó mới bình, mà đó là lời của thầy đó. Yeah. Lời đó lời của ông Trạng, mà ông Trạng thì nó có nằm trong danh sách Bửu Sơn Kỳ Hương. Thành ra ông Trạng nói mình phải tin. Dạ, yeah. Yeah, thì như vậy là cháu có muốn cái gì còn thắc mắc ai hỏi, nói không được thì giờ hỏi tôi biết tôi giải giải trình qua rồi, chú cứ trả lời với đồng đạo bốn phương. Dạ, thì vừa qua nó chia sẻ cũng đã được 30 phút rồi, thì cũng xin cảm ơn chú Hai đã vừa qua chia sẻ những cái lời rất là hay cho bà con cùng nghe. Sai rằng nếu như mà trước đây nhiều tiền kiếp trước á, chú Hai có gieo duyên với người nào mà chẳng hạn như trong kiếp này mà người đó có nghe được cái những lời chú Hai nói, thì mong rằng người đó sẽ phát tâm tu hành. Không thôi anh, thì vậy họ nhờ chứ mà tôi cũng được phước, được được đức. Dạ thì cũng xin còn không nghe thôi, có tôi cũng còn có tôi à. Dạ thì cũng xin chúc chú Hai thân nhiều sức khỏe chú Hai. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.